Hi, chào tất cả các bạn trở lại với kênh Đam Mê Bồ Câu. Thì hôm nay mình quay cho các bạn coi một con chim Mondain của mình. Sẵn tiện là mình bắt nó ra, mình cho nó uống thuốc, mình quay cho các bạn coi luôn. Thì nó bị tiêu chảy. Mới phát hiện tiêu chảy hồi sáng nên mình bắt ra, mình cho nó uống thuốc liền, để không nó sợ nó bị nặng là nó bị rút con chim nó còn xương không à. Mình bị mấy con rồi nên con này mình rút kinh nghiệm là mình bị trị ngay từ đầu. Giờ mình thả ra cho nó coi, cho các bạn coi nha. Nó bay đâu rất cao đó các bạn. Này là dòng Mondain mà chân cao nha. Đời này là đời đầu. Mấy đời sau bây giờ là Mondain là chân lùn, thân tròn. Cái đời sau này người ta lai tạo nó là cái phiên bản nó hoàn thiện hơn, đẹp hơn. Còn cái này là nó đời đầu, đóng đầu nên nó nhìn nó chân nó hơi cao xíu. Nên nó cũng rất là bự con. Nó thì ngực nó không được tròn nữa các bạn, nó được nó vuông. Màu này là màu pho. Có thể là màu, là màu xám bạc. Màu này nhìn nó cũng cũng khá là đẹp các bạn ha. Nó ăn nắng lắm, thì nắng vô là nó sáng như chim. Sáng nay mình cho nó ăn, mình thấy phát hiện nó bị tiêu chảy. Mình đã bắt ra cho uống thuốc rồi, sẵn tiện mình quay cho các bạn coi luôn. Con này tầm khoảng 8 năm rưỡi đến 9 lạng các bạn. Nó chim nó được khoảng khoảng 2 tháng rưỡi tuổi rồi. Khả năng con này là mái rất là cao. Trống của mình ra thường thường là thường trên 9 lạng đến hơn 1 ký. 9 lần rưỡi trên 9 lần rưỡi. Thường thường trống là hơn 9 lần rưỡi. Con này nó lớn lên nó cặp cánh nó có thể lên vạch nha các bạn. Đây là lông con thôi, nhìn các bạn nhìn thấy bên cái mé cánh đó nó có đen đen đó. Rồi bên đây nè nó có đốm đen nè. Nhìn vậy chứ không sao, chứ nó lớn lên là nó bị mất hả các bạn. Mình có một con Mondain con á, cái lúc còn nhỏ cái đầu nó còn là đốm rồi. Đốm đỏ rồi, nhưng mà lớn lên thì nó trắng không luôn, không có đốm luôn, mất đốm. Có một số chim lúc nhỏ thì nó rất là xấu, nhưng mà nó cổ mã khi lớn lên nó rất là đẹp luôn. Con bỉ này rất là vàng luôn các bạn. Thôi các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.